lời nói đầu tiên, con là Thư Kỳ, xin được gửi lời chào đến Đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức ban hành giáo, cùng tất cả quý vị đang có mặt tại nơi đây. Lời mến chúc bình an và trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay cũng chính là ngày kỷ niệm 65 năm thành lập giáo xứ. Cũng có thể nói rằng chặng đường chưa được dài nhưng cũng không quá ngắn so với bề dày lịch sử của đất nước, của giáo hội. Nhưng đối với con dân giáo xứ Tân Mai, 65 năm lại là một thời gian đong đầy kỷ niệm. 65 năm để nhìn lại một quá trình hình thành và phát triển thì thật là ý nghĩa, phải không ạ? 65 năm dấu ấn lòng thương xót vì giáo xứ của chúng ta có 14.748 người lớn nhỏ trong 4.312 gia đình đã cảm nhận được biết bao hồng ân của Chúa. 65 năm giáo xứ vâng dấu ấn lòng thương xót vì Tân Mai của chúng ta đã góp cho cánh đồng truyền giáo của giáo hội 79 linh mục dòng và chiều, hơn 150 tu sĩ nam nữ, và đó cũng chính là dấu chỉ của lòng thương xót, phải không ạ? Và kính thưa quý vị thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Thư Kỳ chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ có rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau qua từng các ca khúc, qua từng các nhạc phẩm mà các anh chị em nghệ sĩ gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đây, xin mời tất cả chúng ta hãy cùng đến với tiết mục múa khai mạc Dân Chúa Tạ Ơn qua sự thể hiện của giới trẻ giáo xứ Tân Mai. Chúng ta hãy cùng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để chương trình xin được phép bắt đầu. Chúa chưa chan hạnh phúc suốt đời, quyết tâm đầy hết bóng tôi, vững tin để tiến bước tới, dù đường chân còn xa xôi. Nào cùng ngợi khen Chúa ngàn đời, Chúa cho được làm nên dân Chúa quý phái. Mùa xuân cho khắp thế giới, vì tình Ngài dâng ban khắp Chúa chọn đời, nên thương nào mãi lên nơi kén cuộc đời. Mọi người mà con mưa trời, mà cả Alleluia. Nơi bước cha ông luôn trong hạnh với đức tin, vững đức tin. Tương lai dân Chúa vẫn luôn thề quyết giữ gìn, quyết giữ gìn. Dẫu cho cùng gông cương đau, dẫu cho phải chết đâm. Chúa ngàn đời, Chúa cho được làm nên dân Chúa tin tưởng.
cảm ơn phần trình bày của giới trẻ giáo xứ hôm nay. Cảm xúc của Kim Ngân như thế nào ạ? Như là Ngân cũng chia sẻ là mình là một người con của giáo xứ Thanh Mai và mình đại diện cho một cái lớp trẻ ở giáo xứ sống đức tin và làm những cái việc để mà chứng nhân đời sống đức tin của mình. Và giáo xứ Thanh Mai đã thành lập được 65 năm, là cái thời gian mà ông bà cha mẹ tổ tiên mình lúc đấy mới di chuyển đến và xây dựng từng ngày. Lúc mà xem cái chương trình diễn nguyện thì em đã xém rất nước mắt bởi vì là từ một cái ngọn đồi rất là trống, ông bà cha mẹ mình đã đến và đặt những cái viên đá đầu tiên để xây dựng giáo xứ mình. Và khi mà được đứng đây thì rất là bồi hồi, cảm xúc rất là nhiều phải không ạ? Và bên cạnh đó thì không biết rằng Kim Ngân có thể chia sẻ về những dự án sắp tới của mình không ạ? Sau chương trình, sau cuộc thi Sing My Song. Cuộc thi Sing My Song thì mình cũng đã tham gia khá lâu rồi. Và bây giờ đã vào cái con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Thì mình cũng đã ra khá là nhiều những cái sản phẩm, những cái single, những cái bài hát mà Ngân tự sáng tác. Gần đây nhất thì là có ca khúc Mỗi Khắc Gần Bên. Ca khúc này thì nếu mà mọi người có xem trên YouTube thì Ngân cũng có một cái video kỷ niệm nho nhỏ được quay ở châu Âu. Và sắp tới thì Ngân cũng sẽ ra mắt những cái bài hát và sẽ sống bật mí với mọi người trên trang cá nhân. Và Kim Ngân thân mến, ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 65 năm thành lập giáo xứ. Thì chắc chắn rằng ngày nay thì xin được mời Kim Ngân hãy cùng dâng lĩnh lời ca tiếng hát đến tất cả quý vị đang có mặt tại nơi đây qua nhạc khúc Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.
là một ca khúc hát về mẹ Maria ở Việt Nam. Tất cả mọi cộng đồng người Công giáo trên thế giới đều thuộc ca khúc này. Xin gửi đến mọi người ca khúc Ave Maria, sáng tác của Schubert và được viết lời Việt từ một ca sĩ cũng theo đạo Công giáo, đó là ca sĩ Khánh Linh. Xin mời mọi người cùng thưởng thức ca khúc Ave Maria. Yeah.
cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Kim Ngân. Và giờ đây xin mời quý vị hãy cùng đến với những điệu múa rất nồng nàn qua nhạc phẩm Cùng Nhau Làm Dân Chúa với sự trình bày của nhóm Tông Đồ, đội trưởng giáo xứ Tân Mai. Cha ông vang lời chúc mừng.
cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, sau đây là một giọng hát rất là đặc biệt, và cô là người đẹp gốc Việt đến từ Canada và đã xuất sắc được trao ngôi vị Á hậu, đồng thời đạt giải Hoa hậu tài năng trong cuộc thi Miss and Miss World USA 2019 vừa qua. Sau đây xin mời quý vị hãy cùng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Hoa hậu Hà Ngọc Vân. Hà Ngọc Vân xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng. Lời đầu tiên con xin gửi đến quý cha, quý dì, quý thầy, quý tu sĩ và tất cả quý vị giáo dân của giáo xứ Tân Mai lời chào yêu thương và trân trọng nhất. Con biết là thời gian sẽ không có nhiều, cho nên con xin tự giới thiệu bài hát. Bài hát đầu tiên xin gửi đến quý vị nhạc phẩm của nhạc sĩ Trường Sa, bài hát mang tên Xin Còn Gọi Tên Nhau. Yeah.
Bài hát thứ hai, con cũng xin tự giới thiệu, con là chị hai của cha Chánh Xứ Lộc Hòa, chị hai của cha Hoàng và cũng là em kết nghĩa của cha sở của chúng ta, cha Cường. Chúng con có một cái mối thâm tình rất lâu, mười mấy năm rồi, cho nên khi con nghe giáo xứ mình có chương trình, con lúc nào cũng rất là hạnh phúc được có mặt tối hôm nay. Và xin quý vị một tràng pháo tay nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bài hát thứ hai con xin gửi đến quý vị nhạc phẩm của nhạc sĩ Thái Thịnh. Bài hát mang tên Vậy là mình xa nhau. Thật sâu, đừng dễ sao tự nhớ thương yêu.
con xin gửi đến quý vị lời chào, lời cảm ơn và lời chúc mừng của ngày thành lập giáo xứ 65 năm. Xin cảm ơn, xin chào. Xin cảm ơn giọng ca của nữ ca sĩ Hoa hậu Hà Ngọc Vân. Và sau đây, để thay đổi không khí, xin mời quý vị hãy cùng đến với điệu múa nồng nàn qua nhạc phẩm Cho Con Thấy Chúa với sự trình bày của nhóm giáo lý viên giáo xứ Tân Mai. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
tôi đang giữ một bé tên là Giang Linh, 5 tuổi. Ai là phụ huynh của bé xin đến khu vực nhà Caritas để đón bé về. Chúng ta nhắc lại, hiện nay chúng ta đang giữ một bé tên là Giang Linh, 5 tuổi. Ai là phụ huynh của cháu bé xin đến nhà Caritas của giáo xứ để đón cháu về. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần thể hiện của nhóm múa đến từ giáo lý viên giáo xứ Tân Mai. Và kính thưa quý vị thân mến, nói đến dòng nhạc thánh ca thì chắc chắn rằng tất cả chúng ta ai cũng đều biết cô ca sĩ này, một giọng hát rất sâu lắng, ngọt ngào. Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dương. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và Thùy Dương là một trong rất là nhiều thành viên của Linh Mục Nguyễn Sang, tiếng hát vì người nghèo, đã cùng đồng hành với cha để đi khắp nơi để mà phục vụ cho những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn. Và hôm nay Thùy Dương rất là hân hạnh được đến đây, được phục vụ cho quý vị, góp lời ca tiếng hát. Và bài hát đầu tiên Thùy Dương xin gửi đến cho quý vị nhạc phẩm của nhạc sĩ Linh Mục Quang Huy, bài hát Về Đây Hiệp Thông. Xin gửi đến quý vị cùng thưởng thức. Về đây
Một bài hát nữa cũng là một nhạc phẩm thánh ca. Xin gửi đến quý vị nhạc phẩm mang tựa đề Như cánh bèo trôi, một sáng tác của nhạc sĩ Linh Mục Duy Thiên. Thank you.
con xin ghi nhớ những ân tình Chúa thương con, tình người sắt son giúp con ngày tháng trong đời. Nguyện xin một đời tình yêu dành cho Chúa thôi. Đời con Chúa ơi, tháng năm hiến dâng cho Ngài như cánh bèo trôi. Đời con như cánh bèo trôi, trôi theo là theo dòng đời. Dòng đời cuốn con bồng bềnh giữa khơi, ngước trông lên trời con nguyện xin Chúa thương mô trời con bình yên sống vui trọn đời. Chúa thương một đời con bình yên sống sống vui trọn đời. Chúa thương một đời con bình yên sống vui trọn đời. Chúa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được cảm ơn giọng hát của nữ ca sĩ Thùy Dương rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, sau đây xin được kính mời tất cả quý vị hãy cùng đến với liên khúc thánh ca Giọt lệ trong lời kinh và Cho con biết yêu thương qua bản giọng ca mà quý vị đang chờ đợi bấy lâu nay. Danh ca Hòa My, tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Thanh và linh mục Nguyễn Sơn. Đã tới nhưng mùa thu qua đi, con van xin Ngài làm con chiên ngoan đạo. Rồi những mùa thu heo hắt gấp từng cơn gió heo may, lá úa tàn theo gió bay. Những hạt kinh thấm thiên đắm chìm trong thu sang, mênh mông dịu huyền là giấc mơ hiền hòa. Rồi những mùa thu đến mai, vượt qua khói không gian, tiếng kinh con nguyên câu là tâm tư đời hiền dâng. Con van xin yêu Ngài làm con chiên ngoan đạo. Con van xin yêu Ngài dù thu đến hay đi. Con van xin yêu Ngài dù đời bao giông tố, thu sang con nguyện cầu nguyện dâng cho tình yêu. Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.
truyền lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi vắng. Chiều đó có ai cô đơn chết vì yêu? Yêu, yêu nhân trần tội lỗi, yêu con người đắm đuối chết đớn đau sầu. Người đó là Chúa Trời, là người nơi dương thế. Tràn khơi trên mắt buồn vương, cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cay chết, tiếng yêu vang vòng đêm trường. Xin Ngài thương ban cho con một tình yêu nồng thắm, đáp lại mỗi tình kia. Cho con yêu thập tư, cho con say tình Ngài giữa dòng đời hôm nay. Con van xin yêu Ngài làm con chiên ngoan đạo. Con van xin yêu Ngài dù thu đến hay đi. Con van xin yêu Ngài dù đời bao giông tố. Thu sang con nghìn cầu nguyện dâng cho tình yêu. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi. Trong đời tình con vẫn sáng ngời. Con van xin yêu Ngài làm con chiên ngoan đạo. Con van xin yêu Ngài dù thu đến hay đi. Con van xin yêu Ngài dù đời bao giông tố. Thu sang con nghìn cầu nguyện dâng cho tình yêu. Sang con nguyện cầu, nguyện dâng cho tình yêu. Thu sang con nguyện cầu, nguyện dâng cho tình cảm ơn ba giọng ca rất đặc biệt trong ngày hôm nay. Và một lát nữa thôi, tất cả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiếng hát của Linh Mục Nguyễn Sang quý vị nhé. Và kính thưa quý vị thân mến, trong làng nhạc vàng của Việt Nam, chắc không thể nào không nhắc tới một giọng hát rất là sâu lắng, ngọt ngào qua những tình khúc khá là nổi tiếng như là Chuyến Tàu, Hoàng Hôn, Lòng Mẹ, Không Bao Giờ Quên Anh. Và giọng ca này được mệnh danh là Nữ Hoàng Sầu Muộn bởi vì tiếng ca và phong cách biểu diễn rất là trầm buồn của cô. Và cô cũng đã góp mặt tại các show tại hải ngoại như Paris by Night và Trung Tâm Vân Sơn. Và giờ đây, xin mời quý vị hãy cùng dành tặng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho tiếng hát của danh ca Giao Linh.
Giao Linh trước hết xin được kính chào quý cha cùng quý khán giả thân mến. Hôm nay là ngày kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo xứ Tân Mai phải không ạ? Giao Linh xin được kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt đàn con chim của cha, và quý vị có một cái tinh thần thật là mạnh mẽ trong cái vấn đề mình Chúa là trên hết mọi sự. Và sau đây với phần trình diễn của Giao Linh, một bài hát của Linh Mục Duy Thiên, Giao Linh xin được kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Tình Chúa Tình Con. Giao Linh mời quý vị cùng nghe, cùng thưởng thức. Xin cảm ơn. Tình con nhỏ
bàn biên. Mãi trong tình cha Châu Linh xin được cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho Châu Linh rất là nhiều thập niên. Và vào thập niên 1970 có một bài hát, lúc đó là bài hát đầu tiên mà Châu Linh hát. Hôm nay ở trên sân khấu này, Châu Linh muốn gửi đến quý vị một kỷ niệm mà chúng ta khó quên. Mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Việt Thanh, nhạc phẩm mang tên Vùng Lá Me Bay. Giao Linh mời quý vị cùng nghe, cùng thưởng thức. Xin cảm ơn. Tựa như lá me bay khung trời xanh.
Giao Linh xin được một lần nữa cảm ơn tình cảm mà quý vị đã dành cho. Và Giao Linh cũng mong ước có nhiều dịp để trở về giáo xứ Tân Mai hát và gặp gỡ quý khán giả thân mến. Một lần nữa xin được chân thành cảm tạ quý vị. Xin được cảm ơn tiếng hát của giọng ca, nữ danh ca Giao Linh rất nhiều. Xin được cảm ơn. Và kính thưa quý vị thân mến, nói đến một ca khúc rất là nổi tiếng, và giờ đây sẽ là một ca khúc nói về một tấm lòng đơn sơ, dù là nhỏ bé và đối với đặc biệt với người Công giáo của chúng ta. Sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc của nhạc sĩ Thi Ý với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Thanh, ca khúc được mang tên Tấm Lòng. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn MC rất là dễ thương. Thưa quý vị, lời đầu tiên Nguyễn Thanh xin được gửi lời chào trọng kính đến toàn thể quý cha, quý sơ và toàn thể quý ông bà anh chị em giáo xứ Tân Mai, lời chào thân thương nhất ạ. Cảm ơn quý vị, ngày hôm nay con rất là hạnh phúc khi được đồng hành cùng với chương trình Tiếng Hát Vì Nghèo, đặc biệt là linh mục Nguyễn Sang cùng với quý ca sĩ nghệ sĩ đến trong tâm tình cảm tạ cũng như là cầu nguyện cho giáo xứ. Và con không biết nói gì hơn, chỉ biết tạ ơn Chúa và sẽ mãi cầu nguyện cho giáo xứ của chúng ta mãi mãi trong tình yêu của Chúa ban đầy hồng ân. Thưa quý vị, và trong niềm vui này xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm rất ý nghĩa như chúc tâm tình Nguyễn Thanh dành tặng cho quý vị đêm nay, như chúc tâm tình của quý ông bà chị em thương mến cha sở, như chúc tâm tình của cha Nguyễn Sang tấm lòng từ xa xôi Mỹ Tho về đây để hát phục vụ. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tấm Lòng, một sáng tác của nhạc sĩ Thiên Ý. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị ạ. Dân ngài, chén thánh
cơ, tuy đơn nghèo nhưng mang cho người. Quý cha, toàn thể quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tấm Lòng. Qua bài hát này, con thiết nghĩ mỗi người sẽ dâng về cho Chúa tấm lòng. Đó là tình yêu mến những người anh em, đó là tình yêu mến những công việc bác ái tại giáo xứ. Khi món quà thật bé nhỏ, thật đơn sơ, nhưng Chúa sẽ luôn yêu thương và đón nhận. Cảm ơn chị, chúc quý vị một đêm tràn đầy niềm vui trong ân sủng Chúa. Cảm ơn quý vị ạ. Xin dâng người tấm hồn bé nhỏ, hằng mơ ước cõi vô biên. Xin dâng người từng bước chân đi trong niềm tin thoáng vọng nghi ngờ. Còn xin đi hoài và đi mãi đi về cha. Tấm bánh ngày chữa cha nỗi niềm là của lễ cuộc đời con dân ngài. Dân ca tập tư tuy đơn nghèo nhưng mang cho tình. Xin dâng người mối tình trong đời, niềm hạnh phúc tuổi thanh xuân. Xin dâng người dần dỗi qua mau cho tình yêu Chúa dần mặn mà. Và xin dâng người cả cái đắng bao bạc nhau. Tấm bánh này chứa chan nỗi niềm là của lễ cuộc đời con dân ngài. Chén thánh này chân cả tập tư tuy đơn nghèo nhưng mang trọn tình. Nhưng mang tròn tình yêu. Vâng, con cảm ơn tấm lòng quý vị thương dành tặng cho câu bài hát đầu tiên. Tuy đơn nghèo nhưng chúng ta sẽ dành tặng một tình yêu, đó là tình yêu dành cho Chúa và tình yêu dành cho những người anh em, đúng không ạ? Và bài hát thứ hai, một nhạc phẩm rất là dễ thương. Bài hát này con được một số bạn yêu cầu là bởi vì như quý vị biết, con được cái may mắn được đồng hành cùng với cha Nguyễn Sang, cùng với cô Dâu Linh, cô Họ Mi, chị Thị Dương và các danh ca khác đi khắp nơi phục vụ vùng sâu vùng xa. Và đi đâu với cha Sang thì cũng gặp người nghèo hết á. Dạ, cho nên ngày hôm nay bài hát này như chúc nhắc nhớ chúng ta hãy tạ ơn Chúa đi, tạ ơn mỗi ngày, là bởi vì Chúa cho chúng ta rất là hạnh phúc, rất là may mắn. Nhưng biết đâu đó vẫn còn nhiều thân phận nghèo cần đến sự yêu thương, chia sẻ của chúng ta. Giờ nên mời quý vị sẽ thưởng thức nhạc phẩm Kiếp Nghèo, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Con cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị ạ. Con xin phép đặt bó hoa xuống, câu lát con nhận nha. Cảm ơn ban tổ chức. Đường về đêm nay vắng tanh, giả sao hạt mưa rớt nhanh. Lạnh lùng mưa xuyên áo thơi, mưa chẳng như khi sóng mong manh. Lầy lội qua vui lối quanh, ngập ghềnh đường đê tối tăm. Ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bùi. Êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha. Không gian im ngắt bao la như thường thường
thường về quá xa. Bởi có thâu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò người cho đó thương. Đôi khi muốn nói hoài nhưng ngại cũng đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gợi về người chốn mịt mù. Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chú. Trời cao có thâu, vui xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh yêu, một đôi tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài. Đầy cả nỗi niềm, biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Kiếp Nghèo, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Con chúc quý vị, quý ông bà chị em một đêm tràn đầy niềm vui ạ. Dạ, cảm ơn con nha. Đường về đêm nay vắng tanh, giả sao hạt mưa rớt nhanh. Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh. Lầy lội qua một lối quanh, gặp gành đường đê tối tăm. Ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ tức giấc bụi. Em tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hình du thiết tha. Không gian tiếng ngắt bao la, như thường thường về quá xa. Bởi có thu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường. Đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò người cho gió thương. Đôi khi muốn nói oai nhưng ngại cũng đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gợi về người chốn mịt mù. Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thâu, vui xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh yêu, một côi tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài. Đầy cả đôi niềm, biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Đầy cả đôi niềm, biết ngày nào ai thấu cho lòng. Vâng, cái nỗi niềm người nghèo sẽ có một người thấu. Và một lát đây, quý vị sẽ nghe được cái giọng ca vàng 14 năm của cha nha. Hơn nữa, con cảm ơn cha Sở, cảm ơn quý ban tổ chức và tất cả quý ông bà chị em đã thương mến, ưu ái dành tặng cho Nguyễn Thanh những tình cảm. Và đặc biệt, con sẽ luôn cầu nguyện cho giáo xứ và tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay được niềm vui, hạnh phúc trong ân sủng Chúa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Xin được cảm ơn nam ca sĩ Nguyễn Thanh rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, sau đây cũng tiếp tục là một giọng ca mà quý vị đang chờ đợi. Một giọng ca rất là đặc biệt, có một giọng hát rất là sâu lắng và cũng đã từng góp mặt trong chương trình Paris by Night cũng như trong nước. Và vậy đây, xin mời quý vị hãy cùng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát của danh ca Hòa My. Hòa My xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ và cũng như tất cả quý vị có mặt tối nay. Hòa My xin được tiếp nối chương trình với một bài hát của Linh Mục Kim Long với tựa đề Nếu Chúa Là. Xin mời quý vị cùng nghe. Thank you.
Chúa là mặt trời, con xin làm trái đất. Nếu Chúa là trái đất, con muốn làm vầng trăng, làm vầng trăng xoay quanh trái đất, làm trái đất xoay quanh mặt trời. Chúa ơi, từng phút giây lòng con luôn hướng về Chúa đây. Nếu Chúa là mẹ hiền, con xin làm đứa bé. Nếu Chúa là suối mát, con muốn làm đàn nai, làm đàn nai luôn mong suối mát, làm đứa bé luôn mong mẹ hiền. Chúa ơi, từng phút giây lòng con luôn hướng về Chúa đây. Con xin làm chiếc bánh. Nếu Chúa là cánh gió, con muốn làm làn mây, làm làn mây trôi theo cánh gió, làm chiếc bánh trôi theo ngọn chiều. Chúa ơi, từng phút giây lòng con luôn hướng về Chúa đây. Nếu Chúa là bụi hồng, con xin làm đám bướm. Nếu Chúa là khóm cút, con muốn làm bầy ong, làm bầy ong say hương khóm cút, làm đám bướm say hương bụi hồng. Chúa ơi, từng phút giây lòng con luôn hướng về Chúa đây. Con luôn hướng về Chúa đây. Chúa ơi, từng chút giây lòng con luôn hướng về Chúa đây. Hòa My xin cảm ơn tình cảm của quý cha, quý tu sĩ cũng như tất cả quý vị có mặt. Hòa My rất là hạnh phúc được đến đây theo bước của cha Nguyễn Sang để góp mặt trong chương trình văn nghệ đặc biệt tối nay. Và Hòa My trước khi hát bài thứ hai cũng xin chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Bài hát thứ hai Hòa My xin hát một bài hát rất quen thuộc, rất là lâu, hơn 50 năm. Bài hát một trong những bài rumba đầu tiên của Việt Nam mà nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã viết, đó là bài Đường Xưa Lối Cũ. Xin mời quý vị cùng nghe. Lối cũ có
con đi tìm con nguyện được hết lòng thờ kính cha vì anh em vì quê hương ngàn yêu thương sớm hiếm ngày từ đây con nguyện được hết lòng thờ kính cha vì anh em vì quê hương ngàn yêu thương sớm hiếm ngày từ đây con nguyện được hết lòng thờ kính cha vì anh em vì quê hương ngàn yêu thương sớm hiếm ngày. Hôm nay chúng ta đi lễ, chúng ta biết lễ gì không? Mừng lễ gì, giáo hội mừng lễ gì hôm nay? Lễ gì? Đức Mẹ Nữ Vương là người mẹ của mọi gia đình. Và chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ rất tuyệt vời. Vì mẹ luôn gìn giữ gia đình của chúng ta, đặc biệt là mẹ đồng hành với giáo xứ chúng ta trong những năm tháng qua. Chính vì thế, để noi gương mẹ, đi theo mẹ, chúng ta phải sống những lời mẹ dạy. Và năm 1917, mẹ đã hiện ra và đã mời gọi con cái của mình trên toàn thế giới. Hãy tôn sùng trái tim mẹ. Và đặc biệt, đó là hãy siêng năng lần hạt kinh mừng côi. Chính lời kinh kính mừng ấy sẽ giúp chúng ta khi này và trong giờ lâm tử. Vâng, với tâm tình đó, nhạc sĩ Francisco mời gọi chúng ta qua bài hát thánh ca Tiếng Gọi Fatima. Mẹ nhắc người ạ.
ăn năn không hối, hãy xin năn lần hạt mân côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, anh sùng kính trái tim mẹ yêu. Mẹ nhắc người ăn năn không hối, hãy xin năn lần hạt mân côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim mẹ yêu. Mẹ nhắc người ăn năn không hối, hãy xin năn lần hạt mân côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim mẹ yêu. Mẹ nhắc người ăn năn thống hối, hãy xin năn lần hạt mân côi. Tháng năm qua mẹ đau khổ nhiều, hãy sùng kính trái tim mẹ yêu. Vâng, con vừa trình bày ba ca khúc thánh ca để tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Mẹ đã gìn giữ giáo xứ, và cùng đồng thời mời gọi quý ông bà anh chị em chúng ta mỗi ngày hãy dâng về cho mẹ những tràng kinh mân côi. Mẹ không quên những lời cầu nguyện, đặc biệt là những tràng kinh mân côi ấy sẽ giúp chúng ta khi này và trong giờ lâm tử, bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần có mẹ, và mẹ luôn ở đồng hành với chúng ta. Kính chúc quý ông bà anh chị em một buổi tối hôm nay tràn đầy niềm vui, và con sẽ trở lại trong chương trình kế tiếp. Xin được cảm ơn giọng ca của Linh Mục Nguyễn Sang rất nhiều, và cũng như xin được cảm ơn nhóm múa giới trẻ giáo phận Mỹ Tho. Và kính thưa quý vị thân mến, trước khi chúng ta quay trở lại với tiếng hát Linh Mục Nguyễn Sang, giờ đây xin mời quý vị hãy cùng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn cho sự hiện diện của cha Vinh Sơn, chánh xứ giáo xứ Tân Mai. Muốn nghe cha xứ hát không? Chắc hôm nay nhiều ca sĩ lắm cho nên không dám hát. Nhưng mà còn hai tiết mục của cha Nguyễn Sang nữa, biết cha gọi là ca sĩ Hòa Mi. Nhưng mà cha tranh thủ lúc này ngài đang là thay trang phục, cho nên rằng là đại diện và thay lời cho tất cả quý ông bà anh chị em trong giáo xứ Tân Mai chúng ta, hết lòng cảm ơn cha Nguyễn Sang. Và cho bật mí một chút, cách nay khoảng nửa năm thì cha Nguyễn Sang, là trước đây là ngài phụ trách là giới trẻ của giáo phận Mỹ Tho, nhưng mà nay Đức Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho đặt ngài làm Giám đốc Caritas của Giáo phận Mỹ Tho, lại lo cho người nghèo. Cho nên ngài dùng tiếng hát của ngài cùng những ca sĩ để mà phục vụ, để mà dùng tiếng hát của mình để giúp đỡ cho những người nghèo. Vậy chúng ta cảm ơn và chúc mừng ngài một tràng pháo tay. Vâng, trong tâm tình cảm ơn thì xin cảm ơn cha John Bautista Nguyễn Sang, Giám đốc Caritas, Giáo phận Mỹ Tho, tiếng hát người nghèo, cha cùng các ca sĩ Phương Dung, rồi Họa Mi, rồi Thanh, rồi các ca sĩ chẳng hạn như là ngay Kim Ngân, người con cái của giáo xứ Tân Mai, hay là chị Hoa Hậu Hà Ngọc Vân từ bên Canada về. Chị Vân này, cha cũng bật mí một chút, là chị ruột của cha Hoàn ở giáo xứ Lộc Hòa, mà cũng đã từng gắn kết và cha đã biết được cách đây 20 năm. Mà nay chị về Việt Nam, chị cũng ghé thăm giáo xứ, và rất là trùng hợp, chị rất là vui được với chúng ta. Cho nên hết lòng cảm ơn chị đã đến với giáo xứ Tân Mai. Và tất cả mọi người từ... âm thanh ánh sáng của 161, hay là ngay vấn đề anh Nguyễn Thương quay phim chụp hình. Cha vừa rồi, cha nhận được một cú điện thoại ở bên Hoa Kỳ. Một người con cái của Tân Mai
đang là coi trực tiếp và rất là vui và hạnh phúc. Và để có được như vậy thì chúng ta cũng phải rất là cảm ơn anh Nguyễn Thương cũng như là anh em trong ban truyền thông đã đưa những niềm vui của chúng ta đi khắp mọi nơi trên thế giới. Vậy thì một lần nữa giáo sư hết lòng cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần làm cho ngày lễ của hôm nay thật là vui và được hạnh phúc trọn vẹn. Xin cảm ơn một tràng pháo tay. Chúng ta tiếp tục hai tiết mục cuối cùng. Xin được cảm ơn cha rất nhiều. Và giờ đây kính mời cha trở về chỗ ngồi vinh dự để cùng tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, sau đây xin mời tất cả quý vị hãy cùng chào đón sự quay trở lại của danh ca Hoa My và nam ca sĩ Nguyễn Thành. Một lần nữa Nguyễn Thanh xin được cũng như là cô Hoa My đây xin được tái ngộ quý vị lần thứ hai. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chắc có lẽ là ngày vui của giáo xứ chúng ta đúng không ạ? Trong khi chờ đợi cha Nguyễn Sang thay trang phục đặc biệt lắm, cái trang phục mà cha đi đâu cũng gặp là ông cha bị bò rượt, quý vị đúng không ạ? Trong một cái đĩa DVD rất là dễ thương, Nguyễn Thanh nhớ mãi những cái đĩa đầu tay của cha. À, trong một cái hình ảnh cha mặc chiếc áo bà ba và bị con bò rượt, đó là một kỷ niệm không thể quên trong dấu ấn công việc phục vụ người nghèo của cha. Và ngày hôm nay trong tâm tình cảm mến chờ cha thay trang phục thì cô Hoa My với con đây thấy như là mùa xuân đang tràn về giáo xứ rồi. Thôi chúng ta hát tặng nhau một cái nhạc phẩm xuân đi ha, để như hứa hẹn mùa xuân này còn mùa xuân nữa chúng con sẽ trở lại hát thật nhiều. Và mời quý vị sẽ thưởng thức nhạc phẩm một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Đám cưới đầu xuân, qua phần trình diễn của Hoa My và Nguyễn Thanh. Và đặc biệt đám cưới ngày hôm nay mặc áo bà ba nha thưa quý vị. Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Thank you.
mặn mà. Cầu cho mùa xuân nồng nàn lên má em thôi đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang nâng cánh diêm rừng ngỡ màu tím hoa. Cha tất cả quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Đám Cưới Đầu Xuân qua phần trình diễn của Hòa My và Nguyễn Thanh. Chúc quý vị trong cuộc sống mãi là mùa xuân cho nhau. Cảm ơn quý vị thật nhiều ạ. My và con nâng những cành hoa thật đẹp để dành tặng cho tất cả quý vị trong tối đêm nay, và thêm một bông hoa đẹp nữa để dành tặng cho quý vị qua một cái liên khúc của nhạc sĩ anh Thu, anh Việt Thu và Trịnh Lâm Ngân. Xin mời quý bạn chị em sẽ thưởng thức nhạc phẩm Cho Tôi Được Một Lần và Qua Cơn Mê qua phần tam ca linh mục Nguyễn Sang, Hòa My và Nguyễn Thanh. Thưa quý vị, cái bộ trang phục này là hát cho bài sau, nhưng mà thấy hai người nào áo màu ba cho nên phải ra để cho nó đồng bộ. Cho tôi được một lần nhìn hoa răng đầu ngõ, một lần cài hoa đỏ lên tim, một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tâm với ngọt tiếng nói thơm môi. Cho tôi được một lần trăng soi tròn tôi, một lần nhìn mây ngủ quên trôi, một lần chợt thương nhiều ngàn lối, niềm tin xa về tới người sáng trên nương đồi. Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay dập dìu qua đó đây, ngày đó được nghe tung im ơi, đời
đời tội oan tôi hơn mến thương cùng đi. Cho tôi được một lần nhìn quê hương người sang, một lần nhận nghĩa sống lên ngôi, người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi. Xa cuộc đời bên bóng tôi lại về bên em, lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời, ta dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thoáng bên em. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng nhà, sẽ đi thăm từng đường. Tình người sâu đớn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương giờ vơi. Trường quen vắng ta nay ta lại về, theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đầy, yêu thương đầy ngày hãy đem cho mọi người. Vì lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy ngày hãy đem cho mọi người. Vì lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy ngày hãy cho mọi người. Dạ. Xin cảm ơn. Sao ạ? Dạ con cảm tạ Chúa. Cảm ơn vâng, cha. Vâng, trái yêu thương đem cho mọi người. Hôm nay với ơn của Chúa và tất cả tình yêu thương của mọi người đã luôn hướng về giáo xứ Tân Mai và giờ đây còn hiện diện và đồng hành với chúng ta trong bầu khí yêu thương. À, liên khúc vừa rồi, Linh Mục Nguyễn Sang và ca sĩ Hòa My cũng như ca sĩ Nguyễn Thanh chỉ có tập nhau hồi chiều ở trên xe thôi. Nhưng mà quý vị thấy cha hát nhạc đời hay không ạ? À? Nhạc đạo cũng rất là hay mà nhạc đời cũng rất là hay đúng không ạ? Cảm ơn cô. À, vâng, và giờ đây Linh Mục Nguyễn Sang sẽ gửi đến cho quý vị bài hát cuối cùng trong chương trình văn nghệ tối hôm nay. Một bài hát được rất nhiều người yêu mến trong suốt 14 năm qua. Và bài hát này có rất nhiều kỷ niệm đối với Linh Mục Nguyễn Sang, vì bài hát này được nhiều người yêu thích và đến hôm nay đã phát hành trên 100.000 bản và được quay thành những cảnh quay thành đĩa karaoke thánh ca. Và những cảnh quay này được quay trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, cũng như trên sân khấu của tiếng ca Paris by Night. Và khi chúng ta xem bài hát này trên karaoke thánh ca,
thì chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh của một linh mục đi chăn bò bị con bò nó rượt. Và các em thiếu nhi mỗi lần mà xem cái này rất là thích thú vì được nhìn thấy linh mục Nguyễn Sang bị con bò nó rượt. Là bởi vì trong cảnh quay thì đạo diễn bảo linh mục Nguyễn Sang phải chăn bò. Mà hồi đó giờ đi học đâu có biết chăn bò, kéo mạnh quá con bò nó rượt. Thì trong khi nó rượt thì mình chạy, thì đạo diễn đã quay được cái cảnh bị bò rượt, cho nên làm hậu trường của sân khấu để chia sẻ cái sự khó khăn, vất vả khi quay hình, cũng như là để mang niềm vui đến cho quý bạn chị em. Và giờ đây bài hát Con Dân Chúa sẽ được tái hiện trên sân khấu trong khuôn viên của nhà của giáo xứ Tân Mai. Con Dân Chúa, một sáng tác của linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh. Luôn tình yêu dù vẫn khuân lo âu mọi người.
vâng bài hát công dân Chúa. Những lời cầu nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ giúp sức cho chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc đời này, để với ơn Chúa ban chúng ta sẽ là những môn đệ của Chúa, là những công dân của nước trời mai sau. Sau bây giờ chương trình là có một lần nữa trong tràng pháo tay để cảm ơn các bạn trẻ của giáo phận Mỹ Tho. Chúng con đứng tại chỗ nha. Và để đáp lại tấm lòng của bạn chị em, giờ con hát một bài hát nữa nha. Rồi một bài hát nữa con, có đồ gì mình mặc đồ đó múa liền đi con. Trong trái tim Chúa. Con hát xong bài này rồi tất cả chúng ta cùng đứng lên để đọc kinh, và con sẽ ban phép lành buổi tối cho quý bạn chị em. Chúng ta đồng ý không? Đồng ý thôi, ai đồng ý đưa tay? Đưa hai tay luôn. Rồi, con xin cảm ơn. Hồi nãy cha xứ có nói là con là linh mục chánh xứ của giáo xứ Ba Dòng, là giám đốc trung tâm hành hương Ba Dòng, và công việc ngoài công việc của tiếng hát vì người nghèo linh hướng 1.500 thành viên ở khu vực Khố Nai, là rất là đông thành viên tiếng hát vì người nghèo của con đã đồng hành với con trong suốt 14 năm qua. Và gần đây nhất, đức cha của con là đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Ngài lại trao cho con thêm một cái sứ vụ mới, đó là giám đốc Caritas của giáo phận Mỹ Tho. Vì thế công việc con rất là nhiều. Tại giáo phận Mỹ Tho thì ngoài hai quán cơm mỗi ngày, con phục vụ cho 400 người nghèo, và còn có một cái dưỡng lão chăm sóc những cụ già neo đơn, những người không có con có cái. Và mỗi thứ bảy cuối tháng thì tại trung tâm hành hương sẽ có một thánh lễ để cầu nguyện cho khách hành hương. Và ngày 31 tây tháng 8 sắp tới là vào lúc 3 giờ chiều chúng con có thánh lễ cầu nguyện cho những khách hành hương mỗi một tháng một lần. Nếu quý bạn chị em nào chúng ta có muốn đến để cầu nguyện cho Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, là một trong 117 vị các thánh tư đạo Việt Nam, cha đã giữ vững đức tin không bước qua thập giá và đã bị lãnh triều thiên phúc tự đạo, đó là bị chém đầu. Trong năm thánh vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến đây cùng với Đức Khâm Sứ để dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam của chúng ta tại nơi đây. Con chia sẻ như thế để tất cả chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, và có dịp xin mời các bạn chị em đến giáo phường Mỹ Tho để thăm trung tâm hành hương của chúng con. Vâng, giờ đây con xin được tiếp nối một bài hát thánh ca rất quen thuộc với chúng ta. Bài hát được mang tên Trong trái tim Chúa, một sáng tác của nhạc sĩ Francisco. Trái tim hồng Thiên Chúa, ở dưới nghe có rõ không? Dạ. Mai muôn đời yêu dấu chung con. Sao mà cầm cái rổ giờ tới cái thùng rồi? Cảm ơn tấm lòng của các bạn chị em. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé tan trong biển khơi, nhỏ bé tôi, trái tim con trong trái tim người, nhỏ bé tôi, là mình con trong khối tình người, trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chung. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nỗi hồng, con xin được như bé mơ một giấc mơ, nhìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người.
Chúa trái tim người cha. Mỗi một đời yêu dấu chúng con đơn xa. Tháng năm đời con sống chưa chán lời ca. Con tin tìm Chúa trái tim nở hoa. Xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Hôm nay chúng con các anh chị em ca sĩ của tiếng hát vì người nghèo rất vui đến để chia sẻ niềm vui với giáo xứ. Chúng con chân thành cảm ơn sự cảm kích và yêu mến của tất cả quý vị, đặc biệt là giáo xứ Tân Mai, là những gương hình đẹp, những hình ảnh rất đẹp của chương trình tiếng hát vì người nghèo. Trong trái tim Chúa bao siêu sáng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nhìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm đời đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp chân con mau bước lên trời. Là tiếng ca, là đóa hoa, gọi lòng con vui bước về nhà. Trái tim hồng tim Chúa, trái tim người cha. Mỗi một đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chán lời ca. Con tin tìm Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được dạy dỗ con, dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao, biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi trái tim người cha. Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chán lời ca. Con tin tìm Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng tin Chúa trái tim người cha. Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chán lời ca. Chúa chan lời ca, con tin tìm Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tin tìm Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tin tìm Chúa trái tim nở hoa. Vâng, bài hát trong trái tim Chúa khép lại chương trình văn nghệ của chúng ta tối hôm nay.